Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Lần đầu tiên thì mình xin chúc tất cả anh em ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe anh em. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách hack 150.000 vàng anh em nhá. 150.000 vàng anh em. Đấy thì các bạn nhớ là theo dõi kỹ clip này, like, đăng ký, bật chuông và xem hết clip tour các bạn nhá. 150.000 vàng đấy anh em. Và rất là ngon luôn, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tải các bạn hack này về. Và trên CF Play anh em nhá, rất là uy tín nên anh em cứ yên tâm là không lo bị bay ạc hay như thế nào. Đó, và anh em năm nào muốn nhận phần quà nào từ mình thì anh em nhớ là làm đầy đủ các bước này: like, đăng ký, bật chuông và xem hết clip của tôi để ủng hộ mình các bạn nhá. Thì mình sẽ tặng nick VIP và kim cương này và vàng anh em nhá. Thì anh em nhớ là theo dõi kỷ clip nhá để ủng hộ mình, và mình sẽ tri ân các bạn những phần quà cực kỳ ngon. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách hack 150.000 vàng hoàn toàn miễn phí luôn và mới và rất là hot anh em. Đấy thì anh em nhớ là theo dõi kỷ clip nhá. Ok, thì hiện tại thì trên game thì đang có cái gói cầu thủ rất là ngon anh em. Đấy, và chúng ta sẽ có như là Messi, Van Dijk này, Rashford này. Đó, và rất là nhiều game Daniel James này, đó Messi anh em, đó và rất là ngon, và Mendy này, đó và rất là nhiều cầu thủ ngon anh em nhá. Thì anh em nhớ có rất là nhiều gói cực kỳ ngon luôn. Và đây có gói vàng này anh em, thì anh em nhớ nhanh tay nhá. Đấy, gói vàng đi nữa anh em, và rất là nhiều phần quà cực kỳ ngon đang chờ đón chúng ta. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách hack anh em nhá, 150.000 vàng hoàn toàn miễn phí luôn. Đầu tiên thì anh em sẽ vào cho mình CS Play anh em nhá. Thì anh em đánh cho mình cái là hack DLS này anh em. Đó, thì anh em thấy một cái giao diện đầu tiên anh em nhá. Đó, cái giao diện đầu tiên này thì bây giờ thì các bạn thấy đây là Q4 DLS DLM DRAM Language Shock anh em nhá. Đó, thì anh em nhanh tay vào đây thôi. Đấy, thì các bạn nhớ nhanh tay nhá. Đó, và tải ứng dụng này về giúp mình anh em nhá. Và ứng dụng này thì mình cũng đã tải rồi anh em. Ok, thì anh em cứ tải cái này về nhá. Đây thì cái này thì mình cũng đã tải về rồi anh em. Đó, và đây thì các bạn thấy rất là ok luôn anh em nhá. Đây thì các bạn thấy thì mình đã tải thành công về rồi anh em nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào cái ứng dụng này và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận 150.000 kim cương anh em nhá. Đấy, 150.000 vàng chứ, xin lỗi các bạn nhá, 150.000 vàng. Đấy, 150.000 vàng anh em nhá. Đây thì bây giờ thì mình sẽ vào đây thì mình sẽ vào cái ứng dụng này để mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn như thế nào luôn anh em nhá. Ok, đây là chính là cái giao diện của đây thì chính là cái giao diện anh em nhá. Các bạn đợi xíu để mình đây thì mình hướng dẫn chi tiết luôn cho các bạn luôn. Đây thì đây chính là cái ứng dụng mình muốn gửi đến cho tất cả anh em luôn. Đây, và sau khi vào đây rồi anh em thấy thì đây chính là cái giao diện của cái ứng dụng này anh em nhá. Thì anh em sẽ ghi cho mình cái user ID game của các bạn vào đây. Đấy, cái đây là chính là cái user ID game của mình nhá. Thì anh em cứ ghi user ID game của các bạn vào là ok anh em. Đây thì 5318 này, 417 anh em nhá. 417 này. 05 anh em. 05 nhá. Đó, 05 này. Ok, thì các bạn nhấn get start giúp mình nhỉ. Get starter giúp mình này. Ok, đây thì các bạn vào đây nhá. Đây thì các bạn, đây là chính là cái giao diện của chúng ta anh em. Và đây thì các bạn phải hoàn thành 15 bước anh em nhá. Đó, và đầu tiên thì anh em sẽ nhấn cho mình là no add, no ALL này. Ok. Đấy, sau khi các bạn nhấn no ALL thì các bạn nhấn Crucenzi này. Đó, các bạn nhấn ok giúp mình này. Đó, sau khi mà các bạn nhấn vào đây nhá, các bạn làm đủ 15 bước thôi. Đấy, các bạn yết giúp mình này. Đó. Đó, thì các bạn đây thì sau khi mà các bạn làm như thế xong, các bạn Morian yết này. Và các bạn sẽ chọn số lượng cao nhất này, 50 triệu này nhá. Đấy, và cái app này có thể hack lên tới được 150.000 kim cương em nhá. À, 150.000 vàng anh em. Đấy thì các bạn sẽ nhấn Cortana này. Đó. Đấy thì các bạn sẽ nhấn yết giúp mình này. Đấy, và đây là cái thủ thuật thì chúng ta làm thôi anh em nhé. Đấy, và đây và chút nữa thì mình ra mình xem là mình test cho tất cả các bạn xem là mình hack được 150.000 vàng không anh em nhé. Ok, và vào đây thì cái bước tiếp theo này các bạn chọn 26M cho anh em. Đó, đấy thì các bạn chọn 26M này. Đó, nhấn continue nhé. Đó, sau khi mà các bạn nhấn continue thì các bạn nhấn hút up qua này. Đó, thì anh em nhấn continue tiếp theo luôn, anh em cứ làm đủ 15 bước. Ok, thì đây thì các bạn sẽ nhấn đủ nhá. Trong các bạn I do not know này. Đó, anh em continue tiếp này. Đó, các anh em chọn mức cao nhất nhá. 5 triệu này. Đó, ok. Đấy thì các bạn nhấn 5 triệu nhá. Đấy, sau các bạn nhấn 5 triệu thì các bạn sẽ nhấn 4 yết ago này. Các bạn đấy là continue tiếp này. Đó. Sau khi mà các bạn làm đủ bước này, đây thì các bạn 13 trên 15 rồi các bạn nhá. Đây thì các bạn hoàn thành đủ 15 bước anh em. Thì các bạn nhấn yết giúp mình này.
Ok này. Đó, sau như thế này nhá. Đấy thì anh em còn bước cuối cùng thì các bạn chọn năm giúp mình này. Các bạn nhấn continue giúp này anh em mình này. Ok. Đấy và sau khi các bạn làm hoàn thành nhiệm vụ như thế này thôi thì các bạn nhấn số 5 tiếp này. Continue tiếp này và các bạn bắt đầu nhá. Đó, sau khi mà các bạn làm xong như thế này thì anh em nhé, các bạn sẽ nhận được 150.000 vàng hoàn toàn miễn phí luôn. Và trong cái thủ thuật như thế nào thì anh em cứ làm đầy đủ các bước giống như mình nhá. Đấy thì ok, các bạn nhấn play again này. Ok, đấy sau khi các bạn nhấn play again thì như thế này là ok rồi anh em nhé. Đấy và như thế này là ok rồi, các bạn x phần quảng cáo đi. Đó, sau khi mà các bạn x đi thì nó sẽ lại giao diện chính của cái game của mình nhá. Đấy, giao diện chính ban đầu. Đấy và các bạn thấy mình bây giờ thì mình sẽ quay trở lại game và hướng dẫn một số thủ thuật nhỏ nhỏ nữa để mình hướng dẫn anh em cách hack 150.000 kim cựa 50.000 vàng hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Ok và sau khi các bạn thấy nhá, sau khi mình quay lại game mà cái số vàng của mình nó vẫn chưa biến đổi gì anh em nhá. Đấy và đây sau khi các bạn vào đấy thì anh em sẽ phải là làm cho mình một cái thủ thuật nhỏ nhỏ nữa anh em. Đó thì đây thì các bạn sẽ vào training giúp mình này. Đấy và các bạn sẽ vào training giúp mình nhá. Đấy thì anh em sẽ vào đây và cứ chọn một cái như là penalty đi. Đó thì các bạn start training giúp mình này. Đó và nói chung là các bạn sẽ shoot giúp mình nhá. Shoot đi. Anh em cứ shoot nhá. Đấy và cứ shoot và ở trong đây tầm 30 giây hoặc là 1 phút thôi anh em. Thì các bạn nhớ nhá. Đấy tầm 30 giây hoặc 1 phút thôi. Đấy thì anh em cứ ở đây và ở trong đây một chút nhá. Đấy xong anh em cứ thoát ra ngoài thôi. Và rất là ngon luôn anh em. Đấy và các bạn hack này rất là mới, tải app rất là ok luôn anh em. Và các bạn thấy mình làm thủ thuật và rất là cũng rất là ok luôn anh em. Đấy mà hack được thì anh em nhớ làm theo nhá. Đấy và rất là ngon luôn. Đấy thì mình cũng đã nói rồi thì các bạn hack nào thì nó cũng phải có giới hạn, chứ có phải là các bạn cứ hack là được đâu. Hack là phải có giới hạn anh em nhá. Đấy tại vì là hack, tại vì nếu mà bây giờ các bạn mà hack như thế là các bạn nếu mà sửa lỗi thì các bạn chúng ta sẽ không được gì đâu anh em. Và mình cũng khuyên các bạn là like, đăng ký, bật chuông và để nhận những thông báo mới nhất và nhanh tay hack anh em nhé. Đây thì anh em nhớ nhanh tay. Và bây giờ thì mình sẽ thoát ra ngoài anh em. Đó, bây giờ mình sẽ shoot xong cái này xong mình sẽ thoát ra ngoài anh em nhé. Thoát ra ngoài. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại game anh em. Ok, và các bạn sẽ quit đi. Ok thì các bạn thấy thì chưa nhá. Đấy thì bây giờ như thế này luôn. Để mình để như thế này và để test luôn cho tất cả các bạn luôn anh em nhá. Đấy và các bạn xem là nó có về không anh em. Đấy tại vì là vàng nó về khá là lâu anh em nhá. Nên là anh em cứ làm theo các bước giống như mình thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công thôi. Đó. Đấy và có nhiều bước mà các bạn không hiểu hay là nếu mà không làm được thì anh em cứ kêu mình làm hộ nhá. Đấy thì nếu muốn mình làm hộ thì anh em nhớ là ủng hộ mình, like, đăng ký, bật chuông và xem hết clip của tôi anh em nhé. Đấy và rất là nhiều phần quà đang chờ đón chúng ta anh em. Đấy và nói chung là các bạn cái hack vàng này nó khá là nhiều nên là anh em cứ yên tâm nhá. Thì anh em nào muốn hack kim cương thì anh em cứ comment, để lại comment phía bên dưới cho mình nhá. Và đừng quên bình luận cái nick ID ở phía bên dưới để mình tặng quà anh em nhá, để cho mình check. Và những anh em nào để mình tặng quà anh em, đấy mình check nick để mình tặng quà anh em. Ủa đây thì các bạn thấy thì đây kim cương là về nick rồi anh em nhá. À vàng anh em, đây thì các bạn thấy quá là ngon đúng không anh em. Đây và cái số vàng của mình lên đến 239.434 vàng rồi anh em. Đấy và rất là ngon luôn anh em nhá. Đó và rất là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy thì anh em nhớ làm theo các bước giống như mình để được lần thật nhiều vàng giống như mình nhá. Đó và rất là ngon luôn. Đấy, anh em nào muốn đang xem video này thì muốn mình tặng quà thì anh em nhớ làm đầy đủ các bước này. Like, đăng ký, bật chuông và xem hết clip của tôi anh em nhá. Và clip của mình đến đây là kết thúc rồi và mình sẽ đi check những bạn nào làm đầy đủ các bước để mình tặng quà đây. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.